cho cả nhà, chúc mừng năm mới nha. Ok, mình sẽ hướng dẫn cái sử dụng cần nhúng này, cái Warby Bar này. Ok, mình nghe thử cái video này ha. Rồi, rung lên cần nhúng coi. Từ từ bình tĩnh, làm chậm chậm thôi. Rồi, làm lần nữa. Okay, các bạn sẽ thấy là khi mà ở trong video đó, các bạn đó vừa mới học sinh trong lớp vừa mới cầm cái cần nhúng thôi thì cái cao độ nó đã thay đổi rồi. Cái điều này không nên, tại vì chưa quen thôi. Ví dụ như mình cầm lên, okay, lắc nhẹ đều cái tay, cái cần nhúng này nó có một cái khoảng cong, đường cong chỗ này nè, để cái tay mình vô ngay chỗ cong đó, cái điểm chạm vô ngay chỗ cong đó, chứ không có cầm vô xong rồi đẩy nó mất cái cao độ rồi đó, nó mất cái cao độ rồi, nó bị mất rồi, cái nốt nó không còn ổn định nữa, nó phải là duy trì nó, tập cho nó quen. Cái này nó phải nhịp nhàng, nó phải sử dụng cái lực đều chứ không có mạnh nhẹ. Thực ra cái kỹ thuật mà của cái Warby Bar này mình hay dùng rất nhiều trong những cái chỗ đệm, những cái chỗ nhạc mà nó đang chậm chậm chậm, có cái tiết tấu chậm thì mình hay để những cái hợp âm rồi bắt đầu rung theo, tại vì muốn cho cái âm thanh nó bay á, nó sẽ bay hơn. Khi ambient cũng vậy, khi mình đánh ambient mình cũng hay cái cần nhúng này nè, sử dụng nó phải đều tay, nó phải quen. Ok các bạn thử nha. Thank you.